Kính thưa quý vị khán giả, viêm da cơ địa là một căn bệnh liên quan đến cơ địa dị ứng có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để được tư vấn về cách phòng ngừa cũng như là điều trị hiệu quả quý vị nhé. Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, viêm da cơ địa có những cái dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết sớm và đây có phải là một căn bệnh xuất hiện theo mùa hay không ạ? Thì viêm da cơ địa là một tình trạng mà viêm mãn tính ở trên da, nó có thể xuất hiện ở cả trẻ em và người lớn. Thứ hai nữa là những cái sang thương ở viêm ở trên da biểu hiện bằng những cái mảng hồng ban, có mụn nước, có rỉ dịch, có thể xuất hiện những cái mài thành cái mảng dày lichen hóa ở trên da. Thì đối với viêm da cơ địa là một bệnh lý có thể xuất hiện theo mùa. Hanh khô vùng mùa đông khi mà thời tiết giao mùa cũng là một yếu tố thuận lợi có thể làm cho tình trạng viêm da cơ địa này khởi phát và nặng hơn. Dạ thưa bác sĩ, vậy trong chế độ ăn uống thì người bị viêm da cơ địa cần phải lưu ý cũng như là tránh những loại thực phẩm như thế nào? Chế độ ăn không phải là một trong những điều trị chính cho những người viêm da cơ địa. Quan trọng thì chúng ta cần phải có những cái chất dưỡng ẩm và những cái thuốc thoa điều trị đặc hiệu. Có những cái loại thực phẩm nào nó gây khởi phát tình trạng viêm da hoặc làm cho xuất hiện tình trạng ngứa nhiều hơn thì chúng ta nên tránh những loại thực phẩm đó, là tăng cường rau xanh trong chế độ ăn, bổ sung thêm probiotic, vitamin D và kẽm. Dạ thưa bác sĩ, vậy trong sinh hoạt hàng ngày thì bệnh nhân cần phải lưu ý những điều gì? Thì bước dưỡng ẩm là bước mà quan trọng nhất và hầu như là được thực hiện xuyên suốt trong cái quá trình bệnh cũng như là giúp ngăn ngừa tái phát trong viêm da cơ địa. Tắm nước quá nóng hoặc là mình rửa tay, mình tắm quá nhiều lần trong ngày nó sẽ gây mất những cái chất dưỡng ẩm tự nhiên ở trên da của mình. Sẽ hạn chế tối đa với việc mà tiếp xúc với những hóa chất như là những cái chất cồn, những cái chất mà rửa tay hàng ngày. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình Nắng và Mưa. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với những thông tin sức khỏe hữu ích.